Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa cái đèn led bulb của hãng điện Quang. Cái công suất này khoảng 40-50W ha. So với những cái đèn led bulb thông thường mà các bạn thấy trên thị trường á, cái đèn này khá to, thuộc loại siêu to khổng lồ ha. Đây là đèn led bulb khoảng tầm 30W, còn này 40-50W ha. Đồng thời mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà phân biệt cái loại chip led 2835, loại 3V và loại 6V. Thì trong những video trước á, nhiều bạn có để là comment hỏi mình á, là cùng loại chip led 2835 nhưng mà các bạn kiểm tra cái đĩa 3V á, thì nó không lên. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách test kiểm tra sửa cái đèn led của hãng điện Quang này, và đồng thời á mình sẽ hướng dẫn cho bạn hai loại led như 2835 3V và 2835 6V. Thì những đèn led của điện Quang và rạng đông nói chung là cũng có tiếng rồi, nhưng mà các bạn kiểm tra thử coi những cái đèn led này nó hư là hư bộ phận nào. Thì khi mà các bạn mở nó sẽ khác so với những cái đèn led thông thường á. Những đèn thông thường các bạn có thể mở ra dễ dàng được. Đây là đèn Trung Quốc ha. Còn những đèn led này á, các bạn phải nạy ra, nó cứng tại vì nó dán cái lớp silicon ở đây nè. Trước tiên mình muốn sửa chữa, mình mở ra thì các bạn dùng một cái dao, các bạn nạy nạy cái này tạo một cái đường rãnh cho vỏ nè. Không nói mình dùng một cái vũ móng tay á, mình nạy xung quanh ha, tách được cái phần vỏ này. Cái nhựa này chất lượng khá tốt ha, cứng so với những cái lượng nhựa mỏng của cái đèn led Trung Quốc. Cái đèn led này á, nó bị hư, giờ để mình kiểm tra coi nó hư cái gì. Đây, hiện tượng của nó nè. Lấy cái đuôi đèn ha, E27 á. Mình hướng dẫn để các bạn gặp những cái trường hợp tương tự á, các bạn có thể sửa chữa rồi các bạn kiểm tra. Mình nối nguồn vô. Đây hiện tượng của nó nè. Chỉ có một cái loại dây led này sáng thôi, còn mấy cái loại dây led khác nó cháy hết à, đứt hết. Sau đây mình sẽ tiến hành mình kiểm tra, mình sửa chữa coi nó bị cái gì hả. Đến cái hiện tượng như vậy á, là các bạn có thể kiểm tra thấy là cái nguồn của nó có ok, nguồn tốt. Cái trường hợp này á, bị cháy led. Đồng thời á, những cái con chip led màu đen đen à, nó bị cháy hết ha. Thế thì cấu tạo của cái module led này nó như thế nào? Đây, cấu tạo bên trong của nó là sử dụng cái chip led 2835 loại 6V ha, 1W. Cái đèn này á, nó ghi là 40W của hãng điện Quang. Thì đây chúng ta sẽ có thông số như đây là cái nguồn led driver nha. Hai cái nguồn led driver nó cấp nguồn cho một cái module led này có 3 hàng. Trong đó một hàng của nó là 13 con chip led mắc nối tiếp nhau. Đây, một dãy của nó là 13 con chip led mắc nối tiếp nhau. Thì 3 hàng của nó là tổng số là 39 con. Nói chung nó đối xứng với nhau á. Là 3 x 13 là 39, tổng số 39 con led. Các bạn có thể tính qua cái dòng điện Y qua từng nhánh một. Y của mình ở đây là Y led, từ led 1 đến led 3 nè. Nó vừa sử dụng cái công suất của chip led là 1W. Và cái điện áp làm việc của chip led 2835 này là 6V. Từ cái công thức là B sẽ bằng U nhân Y thì các bạn tính ra Y led đó, nó sẽ bằng B chia U. Các bạn lấy cái 1W nè, các bạn chia cho 6, các bạn ra được là 0,16 ampere ha, là cái dòng được Y1 á.
dòng điện qua 13 con led đầu tiên, một dãy của nó là 13 con led được 0.16 ampe. Tương tự cái nhánh thứ hai 13 con led luôn là 0.16. Còn điện áp của một hàng á, mình tính được U ha. Điện áp làm việc của một con led đó sẽ là 6V. Đây là cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thì ở đây mình có 13 con led, là các bạn cộng dồn như U1, U2, U3, các bạn đến U13 chính là cái điện áp một nhánh thứ nhất. Cái điện áp nhánh thứ nhất cũng chính là cái điện áp của nguồn led driver luôn. Tại vì mấy cái ba nhánh này mắc song song với nhau thì điện áp sẽ chung bằng nhau. Thì đây các bạn lấy 13, các bạn nhân với 6V thì mình ra cái giá trị được là 78V ha. Bằng cái điện áp nguồn á, theo tính theo cái giá trị là lý thuyết. Còn cái công suất đèn led đó là các bạn có thể tính được là tổng số chip led trong mạch đó là 39 con mà một con á công suất là 1W. Thì các bạn suy ra được cái công suất đèn led theo lý thuyết á là 39W. Thì nó phù hợp với cái vỏ này nè. Cái đèn này nó ghi công suất là 40W ha. Cái vấn đề thực tế mình đo được á, cái nguồn led driver này bao nhiêu ha. Điện áp không tải và cái dòng điện không tải. Và nguyên nhân tại sao mà nó làm cho chip led này cháy. Tại vì hôm nãy mình đã nói cái đèn led này nguồn có nguồn nhưng mà bị cháy chip led. Thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Chip led này nó cháy ha. Nó làm cho cái đèn led này hư. Cái vấn đề ở đây á, mình chỉ cần khắc phục lại việc thay chip led nè, cùng công suất, cùng điện áp. Đồng thời á, mình sẽ khắc phục làm sao mà để cho cái nguồn này á, nó ổn định hơn. Thì một số bạn hỏi mình á, làm sao mà biết cái đèn led này nó xài chip led gì. Trong những video trước á, cái cách đọc tên, gọi tên chip led đó, thì mình đã hướng dẫn các bạn á, các bạn dùng thước cặp á, các bạn đo cái chiều dài với chiều rộng của chip led ha, coi kích thước bao nhiêu. Thì từ đó mình sẽ xác định được là cái đèn này á, nó dùng chip led nào. Mình sẽ tìm hiểu coi cái giá trị mà điện áp và cường độ dòng điện của cái nguồn led driver này bao nhiêu quá để mình biết được cái công suất của nó khoảng bao nhiêu để so với cái giá trị mà lý thuyết mình đo được á, như điện áp nguồn nè và cái công suất nguồn á, công suất của module led này á, nó có phù hợp hay không ha. Thì video trước mình đã nói rồi, các bạn nên chọn lựa chọn là cái công suất nguồn này, led này á, nó xấp xỉ hoặc bằng cái công suất nguồn á. Chứ lớn quá, cái công suất nguồn mà lớn hơn led nó dẫn đến là cháy chip led. Các bạn nên chọn cho chị xấp xỉ bằng hoặc là nhỏ hơn thôi, là nó sẽ làm cho chip led này hoạt động ổn định hơn ha, nó ít bị cháy hơn. Ở đây mình sẽ đo cái giá trị mà điện áp không tải và cái dòng điện không tải của nó ra bao nhiêu ha. Khi mỗi bạn thay lại chip led, các bạn sau một thời gian nó sẽ tiếp tục nó cháy chip led. Thế đây á, mình sẽ kiểm tra coi cái điện áp, giá trị điện áp và cường độ điện của nó bao nhiêu để mình coi như là mình độ chế lại cho cái làm giảm cái điện áp nguồn của cái nguồn led driver này xuống. Rồi để mình bắt đầu đo thì mình dùng cái kẹp nối nhanh. Ở đây có hai đầu dây ha, đầu dương và đầu âm. Dương này dây màu xám à, âm này dây màu đen. Trước tiên á, mình đo cái điện áp không tải trước. Mình chỉnh cái giá trị là 1000 VDC. Coi cái nguồn led driver này á,
nó có lớn hơn cái điện áp mà mình tính được không, là 78V không? Tại vì đây là cái giá trị mà điện áp cần thiết để cho cái module LED này nó sáng. Hay dương qua dương, âm qua âm ha. Các bạn kẹp như vậy đỡ cho quá trình thao tác của mình nó rảnh tay, nó thuận tiện hơn. Mình kết nối như thế này, mình sẽ cắm điện vô, mình đo cái điện áp không tải, cái nó ra bao nhiêu volt. Ở đây nó ra giá trị là cao nhất là maximum, các bạn nhìn thấy không? Ra 170V ha. VOUT không tải 170V. Tiếp theo đây mình sẽ đo cái cường độ dòng điện không tải. Tại vì trong quá trình mà các bạn cấp nguồn vô, cái nguồn này nguồn dòng ha, cái dòng được cường độ dòng điện nó sẽ không thay đổi. Ở đây mình tính cái cường độ dòng điện của nó là 0.16A. Còn ở đây dòng điện không tải mình đo thử nó ra bao nhiêu ha. Đây mình tắt nguồn đi. Rồi mình chuyển qua cái giá trị thang đo 10A, mình sẽ đo được cái dòng điện nó ra không tải ha. Trong video trước mình đã nói cái dòng điện không tải và dòng điện có tải nó cũng tương đương nhau ha. Vì đây là nguồn dòng. Rồi mình sẽ đo cái giá trị cường độ dòng điện. Giá trị Y của mình là 0.32A. Dòng Y của mình 0.32. Như vậy đã xong. Đây mình sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mà làm cho cái chip LED này nó hư. Thứ nhất, mình nói về cái giá trị Y cường độ dòng điện của nó. Ở đây á, cái dòng điện mà qua từng nhánh một của nó mình tính là 0.16 ha. Như vậy là y tổng của nó là y sẽ bằng y1, là y qua nhánh 1 cộng y2 cộng y3 là 3 lần cái y led này. Vì giá trị y của mình, đây mình sẽ lấy cái giá trị là 0.16 nè, mà mình nhân với 3 là ra là 0.48A. Cái cường độ dòng điện của mình là 0.48 ha. Thực tế là sẽ nhỏ hơn cái lý thuyết của mình là 0.48. Như vậy là cái này cũng quá ổn rồi, tại vì cái dòng không tải của nó là 0.32, khi mà mình gắn vô cái module LED này á thì nó cũng ra cái giá trị là 0.32A. Nhưng mà theo tính toán lý thuyết, một cái module LED này nó được chịu được cái dòng điện là khoảng là 0.48A. Như vậy cái điều kiện này ok, cái điều kiện được cường độ dòng điện không tải à. Tuy nhiên về mặt cái giá trị điện áp không tải của mình á, hôm nay mình tính được trên lý thuyết á, nguyên một nhánh này nè nó chỉ chịu điện áp nó tầm là 78V thôi. Nhưng trên thực tế mình đo là chính ba điện bằng cái điện nguồn led driver hai cái đầu cộng trừ. Lúc này thực tế mình đo được cái điện áp là 170V. Cái giá trị này với chị không tải nha. Tuy nhiên á, nó vẫn cao hơn khi mà mình gắn vô thì cái điện áp của nó vẫn cao hơn. Tại vì mình gắn vô đây á, nó sẽ gây sụp áp. Sụp áp như vậy á, nhưng mà so với cái điện áp 78V đó, nó vẫn cao hơn nhiều ha. Vì vậy cái nguyên nhân chip LED á là do cái công suất của LED nè, nó nhỏ hơn công suất nguồn. Vì cái bề LED của mình hồi nãy mình tính là khoảng 39W thôi. Là cái module LED này á, nó sẽ có hai phần. Một là phần
module LED, hai là phần nguồn LED driver mà mình tính được 39W. Còn ở đây các bạn tính thử coi cái công suất của nó là, hồi nãy là mình ghi là 170V là điện áp không tải nha. Rồi các bạn nhân với giá trị là 0.32A. Là cái công suất của cái nguồn LED driver tính là giá trị là 54W đi. Cho cái này tầm 40W đi. Nè, cái công suất LED của mình, module LED này chỉ được có 39W thôi, nhưng mà công suất nguồn của nó khá lớn ha, 54W. Thì nguyên nhân á, cái chip LED ở đây á, do cái điện áp của nó tăng cao quá, nhưng 170V nè. Yêu cầu ở đây là các bạn phải giảm điện áp xuống, là nó sẽ giảm cái công suất nguồn xuống. Điều đó dẫn đến là nó bớt cháy chip LED hơn so với các bạn đỡ cái nguồn LED đây vào mặc định trong cái đèn LED này. Mặc dù ở đây á, các bạn nhìn thấy không, nó ghi trên đây nè, LED điện quang. Cái chip LED nó theo tiêu chuẩn của Quốc Mỹ ha, mà LED được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Thì so với những cái LED Trung Quốc á, là cái chất lượng khá tốt. Đồng thời cái đèn LED này nó bảo hành đến thời hạn là 2 năm, 2 year warranty. Tuy nhiên, đối với cái nguồn mà quá cao như thế này á, cho dù chip LED mà tốt á, nó vẫn cháy như bình thường. Vì vậy ở đây á, sau khi các bạn mà sửa cái đèn này, các bạn độ chế lại cái nguồn ha, làm cho cái điện áp VOUT ra nó sẽ giảm. Từ đó nó dẫn đến cái công suất của nguồn sẽ giảm. Nó bớt làm chip LED nó nóng và nó cháy. Thì trong cái video trước đó, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn giảm cái điện áp nhỏ ra của nguồn LED driver này. Thì các bạn có thể tìm xem trong video chương trình của mình nha. Ở đây mình không có nói lại nữa. Các bạn nào không hiểu có đã lại comment dưới video đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Còn đây mình sẽ tiến hành xác định được là cái nguyên nhân cái đèn này hư là do cháy chip LED. Và cụ thể ở đây á, đầu tiên mình sẽ đi thay cái chip LED 2835 6V và cái công suất của nó là 1W. Thì những chip LED này á, người ta hay sử dụng phổ biến nhất là trong cái đèn nền của TV LCD tinh thể lỏng á, hoặc là TV màn hình LED hiện nay á, lại dùng chip LED 2835 ha, gắn vô một cái thanh dưới á, cái tấm đèn nền đó, nó dạ, nó chiếu lên, nó sử dụng chip LED là 6V và 1W. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra và phân biệt được chip LED 2835. Một bạn có hỏi mình là đối với những con chip LED 2835 nè, các bạn bật cái thang đo giá trị là nhân 1 đi, là cái điện áp 3V đó của hai cục pin tiểu bên trong á, nó cung cấp cho tại sao cái đèn LED không sáng mà một số cái chip LED 2835 lại sáng. Nguyên nhân đơn giản ở đây á, là cái giá trị mà điện áp và cái công suất của cái chip LED 2835. Vì người ta ở đây, người ta chế tạo nhiều loại ha, đây cũng là chip LED 2835 luôn. Các bạn có thể lấy thước cặp á, các bạn đo giá trị chiều dài và chiều rộng của nó. Nói chung về kích thước á, nó cũng tương đương nhau. Hai chiếc LED này à, kích thước cũng y chang nhau ha. Đó là chiếc LED 2835. Tuy nhiên tại sao một cái xài điện áp 3V, một cái xài điện áp 6V? Đó là khi mà các bạn đo. Thứ nhất mình chưa biết cái chip LED này đi xài điện áp gì, thì mình cứ có đồng hồ sẵn rồi, mình cứ chỉnh vào cái thang đo mà diode, hoặc là các bạn ở đây nếu có đồng hồ kim á, thì các bạn thang đo nhân 1 á, các bạn cứ test bình thường thôi, nó có lên không, chích vỡ chân anode cathode bình thường ha. Đây mình giả sử đi hai loại chip LED 2835,
À, các bạn thấy nó sáng không? Nó sáng vậy á. Và là cái led này á, nó sử dụng cái chip led 3V 2835 loại 3V. Nào, mình đo cái đồng hồ. Còn đối với những chip led mà 2835 mà các bạn đo đúng chân anode cathode y chang như đo cách đo hôm nãy, mà cái led nó không sáng như vậy á, là cái chip led đó là chip led 2835 loại 6V. Cái công suất của nó là 1W ha. Như cái đèn điện quang này nó xài 6V 1W. Như cái phần mình giả sử đi cái con led này đi. Là chân dương nè. Dùng cái đồng hồ này luôn. Mình đo thử. Anode cathode đó. Cái led này nó không sáng. Mặc dù mình đã chỉnh đúng cái chuyển mạch rồi. Như vậy á, là nó dùng chip led 2835 loại 6V. Vì vậy các bạn muốn sáng thì các bạn có thể dùng cái điện áp 5V hoặc 6V cũng được. Như đây mình giả sử đi, mình sẽ dùng cái bộ nguồn đi. Nguồn để mình chỉnh cái điện áp 6V DC. Coi cái dòng nó ra khoảng bao nhiêu. Các bạn điều chỉnh cái giá trị điện áp này nè. Nó lên 6V. Đây mức 6V DC. Hồi nãy mình chích vị trí ở con led này, đầu dương đây, con led D1, mình chỉnh giá trị 6V. Các bạn thấy sáng không? Như vậy á, trong cái quá trình mà cái điện áp 3V nó sẽ không sáng, giảm xuống điện áp 3V. 3V DC. À, các bạn nhìn thấy không? Led này nó không sáng ha, không có đủ điện áp để nó làm việc. Mặc dù mà các bạn chích vô dùng cái đồng hồ đó mà các bạn test đó, thì không đúng cái điện áp của nó, yếu nên nó không sáng. Và mình chỉnh lên điện áp 6V DC mới đủ điện áp làm việc của nó mới sáng. Cách đơn giản để mà các bạn kiểm tra được cái chip led là 2835 cùng kích thước ha, nhưng mà nó có nhiều loại, có loại 3V nè, có loại 6V nè, còn công suất của nó cũng có nhiều loại luôn, có loại 0.2W, 0.5W rồi 1W, nói chung có nhiều loại công suất, nhưng mà cái điện áp làm việc của nó là 3V, 6V nè. Chờ mà các bạn test mà cái chip led 2835 này á chỉ có 3V thôi mà không sáng thì các bạn tăng cái điện áp lên 6V là ok ha. Thì đây là hai loại chip led đó mà popular, có nghĩa là phổ biến nhất mà tất cả các đèn led trên thị trường hiện có. Thì chip led 6V này nó dùng trong tivi cũng có nè, tivi LCD á. Rồi về video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn sửa chữa cái đèn led bulb điện quang 40W ha. Các bạn tìm hiểu được cấu tạo bên trong và cái cách phân biệt được cái chip led 2835 và 3V và 2835 6V. Nguyên nhân ở đây á, nó chế chip led là với cái do công suất led nè, nó nhỏ hơn công suất nguồn. Thì các bạn làm cách nào các bạn giảm cái công suất nguồn xuống là bằng các bạn giảm U này xuống nè. Giảm điện áp này xuống là cái chip led của mình á, nó sẽ bớt nóng hơn và nó ít bị cháy chip led hơn. Còn để phân biệt cháy cái chip led á, cái con nào cháy á, mình cứ chích. Đây mình cấp cái nguồn 6V đi. Rồi các bạn kiểm tra. Như con này sáng nè, đúng không? Sáng.
và kiểm tra tiếp. Như con này cháy nè, nó không sáng á. Đây con này sáng nè, con này sáng đúng không? D2 tắt, không sáng, hư. Dùng cái bút cái gì á, các bạn đánh dấu vô. Rồi con nào cháy á, tiếp theo cái con thứ ba là nó sáng. Đó, từ vì vậy các bạn kiểm tra hết toàn bộ luôn. Coi cái con nào sáng, con nào tắt á, thì những con tắt là những con led hư ha, mình tiến hành mình thay. Ở ngoài nó bán một dây led đó 28356V một quát, thì mình ra mình mua đúng cái giá trị đó, mình về mình thay. Ngoài ra mình độ chế thêm bằng cách giảm cái công suất của cái nguồn led driver này xuống ha. Còn để mà mở cái nguồn led driver này ra thì hôm trong video mà sửa đèn led bulb á, mình hướng dẫn các bạn tháo cái nắp này ra, tháo ở phía sau ha, nảy cái này lên rồi nảy cái bảy cái này ra. Sau đó các bạn dùng cái kim loại các bạn đục á, các bạn đục vô trong là nó bay cái này ra nè. Trước tiên là mình cạo ha, cạo sạch mấy cái phần keo silicone bên đây nè. Rồi mình lấy cái đục, mình đục sắt góc chỗ này á. Thì trong video trước á, mình có hướng dẫn các bạn á, tìm xem ha, đục là bay cái miếng này ra là mình lấy được cái bộ led driver ra. Có nhiều bạn á, không biết thì bạn cưa cắt gì á, nó là ảnh hưởng đến cái vỏ ngoài với cái thẩm mỹ của nó. Thì đối với những đèn led này á, mình chỉ việc kiểm tra chip led nào hư thay thôi. Tại vì cái điện áp ngõ ra với dòng điện ngõ ra có rồi. Các bạn muốn độ chế thêm á thì các bạn thay đổi cái giá trị chân số 8 của IC nguồn led driver. Thì video trước mình đã hướng dẫn các bạn kiểm tra độ chế để mà giảm cái điện áp ngõ ra rồi. Rồi và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.